Vâng, xin kính chào các bác đã quay trở lại với những cái video tiếp theo của kênh 197 của em. Trước mặt các bác đây là ba đôi loa với một cái mức giá thành mà chưa bao giờ nó rẻ đến thế. Chính xác, hôm nay là một cái video bán giảm giá những cái đôi loa cực kỳ chất lượng tới từ hai thương hiệu, đó chính là loa QSC và dòng loa thứ hai là dòng loa của CBB các bác nhá. Em sẽ đi đầu tiên với cái hai cái đôi loa QSC. Đây là mã model AQ12 bát 30 chép neo của thương hiệu QSC, là một thương hiệu rất là nổi tiếng tới từ nước Mỹ các bác nhé, và cũng báo giá cho các bác luôn. Ngày hôm nay cả ba đôi loa trước mặt các bác đây đều sẽ có một cái mức giá chung là 9.500.000 đồng một đôi các bác nhé. Nói chung là bán giảm giá và thanh lý cho toàn bộ tất cả các bác thôi, vì là những cái đôi loa này nó cũng đã ở bên cửa hàng một khoảng thời gian khá rồi, nên ngày hôm nay sẽ quyết định là bán giảm giá cho các bác vào cái dịp Tết các bác nhé. Thì riêng về loa hai đôi loa QSC này thì em sẽ có một đôi màu xám ghi và một đôi màu đen, và cả hai đôi này đều là zin 100% luôn, với một cái thiết kế khá là đẹp. Thì cái thằng QSC này nó sẽ là thiết kế dạng thùng cân các bác nhé, thiết kế thùng cân với chiếc loa QSC này. Đây là màu xám ghi, thì cái nội thất của màu xám ghi và màu đen thì nó giống nhau, cho nên em chỉ tháo một cái đôi loa màu đen ra thôi để các bác cùng xem về cái nội thất của nó. Ở đây thì các bác thấy này, cái thùng này nó dạng thùng gỗ các bác nhá. Tất cả mọi cái con ốc của hai đôi loa này đều vẫn còn ở đây. Hai đôi loa này thì có một đôi là một bác khách cọc từ đầu năm đến cuối năm, và một bác đôi màu đen là một bác khách cọc từ giữa năm đến cuối năm. Nhưng bây giờ hiện tại là hai bác đều không có ý định lấy hàng nữa, nên các bác vẫn có những cái đôi loa này với giá rất là ngon, giá cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. 9.500.000 đồng một đôi, giá cực đẹp so với cái giá là 11.500.000 đồng một đôi cách đây tầm nửa năm, thì là các bác đã giảm đi được 2.000.000, trong khi các bác vẫn được một đôi loa zin và ngon nhé. Đây, đấy. Ở phần mặt sau thì cái loa QSC, zin cái loa QSC này các bác này, thì nó sẽ là cái mã AQ12 này. Đấy, và như những đôi loa khác, ví dụ như Audio King đây, hoặc là loa APM, loa Panther. Panther đây thì các bác có thấy là những cái chạn loa của nó thì ở phía dưới đúng không bác? Cái chạn loa ở phía dưới này. Đấy, nhưng mà zin loa QSC này cái chạn loa nó lại ở phía trên. Đây là một cái thiết kế khác lạ hơn chỗ cái thằng QSC này các bác nhé. Khác lạ hơn một chút so với những đôi loa khác. Thì cái thằng QSC này các bác để ý là những cái thông số cơ bản của thằng này á, thì là nó không có in trên cùng cái chặn loa phía sau, mà nó trên những cái thông số của hãng thôi. Các bác có thể tra trên hãng cái QSC này, của hãng của QSC này, AQ12 nó sẽ ra nhá. Giá tần của dòng này sẽ là 55-20k, còn cái công suất của nó sẽ là 350W một đôi. 350W, quay 350W một chip chứ, nhầm. Đấy. Tất cả ốc loa đều đang còn các bác nhá. Tất cả ốc loa đều đang còn, ở bên này cũng vậy. Ốc loa đều đang rất là đẹp. Và phần e-căng phía trước thì em có tháo một cái e-căng ra đây các bác này. Em có tháo một cái e-căng của cái loa màu đen ra, thì các bác sẽ thấy đây. E-căng của nó thì nó sẽ có dạng là dạng lỗ lục lăng. Dạng lỗ lục lăng, và bên trong sẽ có một cái lớp nỉ lọc bụi mỏng các bác nhé. Lớp nỉ lọc bụi mỏng, đây các bác thấy này. Đấy, nỉ lọc bụi mỏng. Hai bên thì nó có hai cái thanh này, Totan Ennec cái gì đây các này. Cứ hiểu cái này nó tạo ra lại một cái điểm nhấn của cái căng á, tạo ra nó sự đẹp đẽ hơn. Tem QSC AQ, cái này thì nó sẽ bị bong, cái tem thì em sẽ dán lại cho các bác nhé, nó đẹp hơn cái tem QSC này. Đấy. Còn ở đây là cái nội thất bên trong. Đây chính là cái nội thất bên trong của hai cái đôi loa QSC này các bác nhé. Thứ nhất thì cái lô QSC này á, thì nó sử dụng cho các bác một con chip với mã DE400B-8. Đây là một dòng chip của BNC các bác nhé. Đây là một dòng chip của BNC, và dòng chip này là dòng chip mà khá là hay, cũng như là dòng chất lượng của BNC. Các bác để ý là nếu như các bác muốn mua một cái cặp chip BNC này trên những cái trang thương mại điện tử, thì các bác phải trên dưới 12-14 triệu đồng một đôi này. Đó là em đang nói về chip mới các bác nhá. Trong khi các bác mua một đôi loa bãi này, các bác chỉ bây giờ hiện tại thì em đang bán cho các bác chỉ có 9.500.000 đồng một đôi thôi. Còn nếu cho các bác mua một đôi chip này về đến Việt Nam mình, chắc chắn phải giá từ 12-14 triệu đồng một đôi. Nó sẽ là cái chip thấp hơn so với mã là 4000-8. Đấy, 4000-8 thì nó sẽ đắt hơn. Còn đằng này chỉ là 400B-8 thôi thì nó sẽ rẻ hơn một chút. 4008-8 thì nó sẽ có giá tầm 16 triệu đến 18 triệu một đôi. Đấy là nói về chip mới của BNC các bác nhé. Đấy. Và dòng này thì nó sẽ sử dụng một cái dòng chip này là chip 350, côn là dạng côn titan dệt nhé. Cái
cái họng chép là sẽ là bằng họng nhựa đấy. Còn ở đây thì các bác sẽ thấy là một con bát của VNC nhé, bát xịn 100% luôn. Và những cái đôi loa này là những cái đôi loa zin mà khách hàng người ta cọc lại đến tận bây giờ luôn, mà các bác không ý định lấy nữa, cho nên là em bắt buộc phải bán thôi. Bán thì bán giá rẻ cho các bác, bán giá rẻ các bác mua trong cái thời điểm này rất là hời, lời hơn tầm 2-3 triệu so với cái thời điểm mà bọn em bán cái đôi này. Cái đôi này là thời điểm bán là 12.500 chứ nhầm, 12.500 một đôi QSC bát nèo, chép nèo này đấy. Còn ở đây thì các bác sẽ thấy này, con này là sử dụng một cái bát của nó sẽ là bát từ 19 và côn 76 các bác nhé, từ 19 côn 76 đấy. Đây cái rốn siêu to các bác này, màng trong nước có phủ một lớp trong nước nhẹ với là dạng gần gần vải, là gần vải tẩm dầu nhé. Đấy, những cái bát của QSC, những cái bát của những dòng loa Mỹ thì nó vẫn luôn là một cái điều gì đó khẳng định cái thương hiệu cũng như đẳng cấp. Còn ở đây là các bác nhìn thấy phân tần nhé, cái phân tần của dòng này thì các bác sẽ thấy là nó sẽ là có 3 cuộn cản, trong đó có 2 cuộn cản đây, mà còn cuộn cản này là của bát và chép, của chép. Còn cái xin cái cuộn cản mà to đùng như cái pin thế này thì nó sẽ là cái cuộn cản của bát nhé mọi người. Đây là chép này, đây là bát này, tụ hoàn toàn là tụ Benix luôn, 100% tụ Benix với 5 con tụ của Benix, 5 tụ Benix chở sứ nhá, bông tua âm là bông tua âm thủy tinh. Riêng cái tụ Benix này các bác, nếu các bác mua hàng xịn á, hàng xịn không nói mấy cái loại tụ 10.000, 20.000 ở Việt Nam mình nhá, những cái loại này hàng xịn các bác mua tầm 20-40 đô là cái chắc chắn luôn. Thùng là thùng này là thùng gỗ, bông tua âm thủy tinh, và cái thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Nói chung là những cái đôi loa này rất là nhỏ gọn, có một số bác thì rất là yêu thích những cái dòng QSC này, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn các bác nhé. Đây em chỉ còn 2 đôi duy nhất thôi, trong đó có một đôi màu đen, trong đó có một đôi màu đen như thế này và một đôi màu xám ghi. Thực ra thì nếu như bác thích sang màu đen cả hai đôi, có đôi xám ghi thì em cũng sẽ chuyển cho các bác được. Tuy nhiên là nếu các bác sang màu chuyển sang màu từ màu xám ghi sang màu đen là nó các bác sẽ bị mất một cái quyền, đó là cái quyền nâng cấp nhá. Cái đó là em có nói rõ với các bác luôn, nếu các bác thích sang màu đen em sẽ chuyển đổi sang màu đen cho các bác, nhưng các bác sẽ không được nâng cấp nữa, vì là những cái đôi loa đó thì nó sẽ dễ bị trời hơn. Và khi mà hàng nó về đến đây á, những cái trời đó rất là khó bán và em gần như là không thể bán được ấy. Đây các bác thấy này, đây những cái đôi loa mà toàn những cái đôi đẹp nhất là bọn em giữ lại để cho khách hàng người ta đặt cọc thôi, người ta đặt cọc thôi thì bọn em giữ lại để khách hàng người ta có những cái đôi đẹp nhất người ta giữ lại, vì người ta đặt cọc trước cho mình, nhưng mà đặt cọc tới tận 1 năm trời bây giờ cũng không lấy các bác nhé. Xin nhắc lại mà 2 đôi này là 9.500 một đôi này. Còn riêng cái đôi CBPA này em cũng đã có video cụ thể cho các bác rồi. Ngày hôm nay thì cũng chỉ nhắc lại cho các bác là đây là một đôi loa chép neo 750, chép neo 750 nhá, của thương hiệu này là thương hiệu CBPA luôn. CBPA các bác này, CBPA speaker này, made in Italy các bác nhá, một con tép siêu lớn luôn, tép siêu lớn luôn. Đây 750, còn đây là một chiếc bát, là bát nó là dạng bát line nhá, bát là bát line của thương hiệu BMA. Cái này em đã quay video một lần rồi. Đấy, thì cái đôi này thì em sẽ để cho bác với giá cũng giá 9 triệu thôi. Còn đây này trả 9 triệu nhá. Đôi là gốc của nó sẽ là 12 triệu 500. Giảm cho bác 3.500 luôn, vì nó là dạng bát line, không được như bát zin như thằng này. Cái bát zin như thằng này là quá ngon các bác nhá. Xin nhắc lại một lần nữa là 2 đôi loa QSC này giá là 9.500 một đôi. Còn đôi là CBPA này là giá nó sẽ là 9 triệu. Bác nào có nhu cầu mà tìm một cái đôi loa bãi xịn sò chất lượng trong cái dịp Tết này để chơi á thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em nhá. Và cái loa này á, loa QSC này là nó là dù là chép neo nhưng mà được cả bác cả tép các bác nhá. Đây là dòng loa cân giải, xin nhắc lại là dòng loa cân giải. Và cái này nếu các bác thêm súp vào nữa lại càng hay. Đấy, ok các bác nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác sau ạ.